Việt Tân lại hoang tin về biểu tình. Ngày 28 tháng 7 năm 2017, trên mạng xã hội, phần lớn từ các Facebook của các nhà dân chủ, fan cờ vàng lan truyền bài viết từ SBTN, tổ chức ngoại vi của Việt Tân ở Mỹ, về việc sẽ có biểu tình chống Trung Cộng ngày mai tại Việt Nam. Cơ sở nguồn tin là từ Thông điệp an ninh cho công dân Hoa Kỳ về việc biểu tình chống Trung Quốc của lãnh sự quán Hoa Kỳ từ ngày 14 tháng 5 năm 2014. Nội dung bản tin gốc của SBTN đưa lên Facebook Việt Tân xin trích nguyên văn như sau. Một bản thông báo vừa mới được đăng trên trang mạng của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ vào ngày 27 tháng 7 năm 2017 khuyến cáo công dân Hoa Kỳ tại Việt Nam phải cẩn thận trong những ngày tới vì có thể sẽ có biểu tình nhắm vào các công ty và nhà máy liên kết của Trung Cộng xảy ra tại Sài Gòn và tỉnh Bình Dương. Theo bản thông báo, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang giám sát các cuộc biểu tình này và tăng cường lực lượng công an bảo vệ khu vực. Trong những ngày qua, thông tin về việc Hà Nội dừng chuyện thăm dò dầu khí trên thềm lục địa của Việt Nam do bị Bắc Kinh đe dọa tấn công căn cứ quân sự ở quần đảo Trường Sa đang làm dư luận Việt Nam phẫn nộ. Khu vực Việt Nam đang tiến hành thăm dò dầu khí mà Việt Nam gọi là bãi Tư Chính nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nhưng Trung Cộng cho rằng vùng này thuộc chủ quyền của họ với đường đứt đoạn khúc 9 đoạn mà họ tự tuyên bố chiếm 90% diện tích Biển Đông. Đây không phải là lần đầu tiên SBTN hay các trang tin khác của Việt Tân tung tin bịa đặt kiểu này, nếu đếm ra có lẽ không xuể nổi. Thậm chí SBTN từng sao hình ảnh cảnh xe tải quân đội đưa sinh viên đi vượt đại Hồng Thủy đến điểm thi thành một phóng sự về đảo chính ở Hà Nội của một nhóm sĩ quan quân đội Tổng cục 2. Vỡ đê là tin đã làm cho người dân Hà Nội phải hoảng sợ trong mùa mưa lụt vừa qua. Nhưng sự kiện đó vẫn chưa làm mọi người rúng động bằng thông tin về cuộc đảo chánh Bắc Thành của một nhóm sĩ quan Hà Nội thuộc Tổng cục 2 đang làm mọi người bàn tán khắp nơi. Theo thông tin từ Hà Nội, nguồn tin vỡ đê là do nhóm sĩ quan đảo chánh này tung ra nhằm làm hoảng sợ giới hàng ngũ lãnh đạo, buộc họ phải quan tâm đến tài sản và gia đình của họ, nhằm tiện bề cho nhóm đảo chánh thực hiện cuộc bắt giữ các nhà lãnh đạo cao cấp của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự kiện này mỗi lúc một lan nhanh hơn, mặc dầu chưa được chính thức kiểm chứng. Chứng cứ duy nhất cho cuộc đảo chánh hụt này là một loạt hình ảnh của các chiến xa lội nước được trang bị vũ trang tiến đến dinh cơ của Nông Đức Mạnh, Lê Đức Anh và Đỗ Mười. Tung hoang tin đã trở thành truyền thống đấu tranh dân chủ của các trang tin Việt Tân. Tuy nhiên, nó vẫn dễ dàng lừa bịp được các tín đồ của Việt Tân tiếp tay, không ngại thể diện, uy tín, danh dự và nhân phẩm của bản thân khi loan truyền các tin tức bịa đặt kiểu này mà bất cứ người có tư duy bình thường nào cũng có thể dễ dàng nhận chỉ ra được. Trước thông tin thiếu kiểm chứng từ BBC tung ra về việc Trung Quốc gây sức ép không cho Việt Nam khai thác dầu khí ở Biển Đông mà hôm nay đã bị Reuters công kích phản bác trực diện BBC, khiến đám dân chủ và các fan Việt Tân lỡ đi bất một cơ hội hô hào biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, nên cố đấm ăn xôi bằng trò lừa đảo này. Ấy vậy mà các nhà đấu tranh dân chủ, các nhân sĩ trí thức cấp tiến, các đại diện tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam vẫn đang công khai ca ngợi Việt Tân là đối tác cùng chí hướng và thi nhau ghi điểm với Việt Tân bằng việc ra sức lên án Bộ Công an Việt Nam đã đưa tổ chức này vào danh sách khủng bố, tước quốc tịch và trục xuất đại diện của Việt Tân trong nước là Phạm Minh Hoàng, bắt hàng loạt đại diện của Việt Tân ở các vùng miền như Lê Đình Lượng, Trần Thị Nga. Xét về bản chất, chỉ có thể gọi phong trào dân chủ này là phe cánh, bè đảng với nhau mà thôi. Điểm khác biệt duy nhất ở nhóm người này là chọn cách thức lật đổ chính quyền bằng bạo lực hay phi bạo lực, nên dễ hiểu sao ngày càng có nhiều dân chủ Việt đua nhau vô tù.